Hôm nay Tiến Cương làm tay ba lô đi du lịch xuống đây để review check in coi vườn chôm chôm và có những đặc sản gì của miền Tây để giới thiệu cho quý vị xem nhé. Rồi mời quý vị cùng với Tiến Cương đi vào bên trong. Quá trời rộng luôn. Có hai chú chó vui tính đón Tiến Cương. Thì không biết có cái được không. Khu du lịch vườn chôm chôm Huệ, măng cột đặc biệt, cháo gà, cá tai tượng, chi sầu, chó gà. Chị Huệ đi à? Hả? Chị Huệ là chị hả? Dạ, xin chào. Trời ơi. Trời ơi, nửa nay giờ không ngoài đời thường rồi. Thấy thấy em đẹp trai không? Dạ, đẹp trai. Vợ em nè. Ôi ôi, vậy nó mở khẩu trang ra. Mở khẩu trang ra cho chị Huệ chứ nhìn đi. Trời ơi, thôi được rồi. Sao hai người thấy đứng ngang nhau hả? Trời ơi, chị ở quê mà nói chung là cái này về rất là đẹp. Miền Tây luôn á, ở bên đứng gần là xấu lây bạn ơi, vợ em nữa. Ở bên Kiên Giang á. Ủa, tư vấn bán vé là gì vậy? Bán vé vô vườn tham quan, vườn chôm mình vô mình được ăn được mấy chôm chôm. Là bao nhiêu? À, vé vô vườn tham quan mà chôm chôm nhãn á là 80, còn chôm thường nó 70. Đó, hai còn nó nhảy 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 tích dụng thường phải chụp áp tiết cương dạ dạ tôi lại cái cam lại cao quá mới thấy được hắn ngạnh được đón tiếp nghệ sĩ tiết cương vô đây là được nằm giọng luôn hả em cương được giới thiệu không hồi đó giờ mình chỉ xem bên Bình Thành thôi em nghe nhưng ngoài đời thường rất là sang rất là đẹp ai chào bà lão bà lão không biết ai trơn á giới thiệu đi nghệ sĩ tiết cương hai chục ơi. Con nghệ sĩ thương nghe dạ nghệ sĩ cải lương con hát câu nghe nha hát câu nha sẽ Tây Ninh sáng nay chuyện bánh chở những niềm vui hân hở đón xuân về bỏ qua trong tay như bà ương ở e dè xe lao nhanh trên đường lớn rộng mà mỗi người trong gương mặt đã la quá cô gái ngồi bên đây là cô gái ngồi bên mến khách đường xa mới làm quen qua nụ cười hiền chuyến đi về đầy đắng ngày xuân mà đường thành phố Tây Ninh tôi vừa đi một nửa không về Bến Tre mà ca nhạc Tây Ninh lát nữa nấu đãi con món gì ngon ngon nha cảm ơn bà lão dạ không đi rồi bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong tham quan đó có giường võng có cây tre bóng mát nhớ lên đồ ăn vô mình lên đồ ăn hay là mình đi vườn về mới ăn đi vòng vườn đi cứ lên sẵn đi vòng vườn rồi có đồ ăn liền không đi vườn mình phải đi vô một đoạn nữa mới tới à rồi vậy thôi đi dần về ăn ha đi về ăn hay là ăn đi rồi đi tham quan ok cho tiêu ha có nước dừa không có dừa đồng hành cùng với Đức Cương giới thiệu vậy đây là em gái Đức Cương from American and Clinton em rể tên là Green Clinton not Bill Clinton say hello xin chào xin chào đó ổng mới nói tiếng Việt rồi bây giờ mọi người có khỏe không bây giờ chuyến này Tiến Cương dẫn em gái với em rể Mỹ về đi tham quan vườn du lịch miền Tây mấy người nước ngoài thích về đây đúng không vậy thôi đó rồi bây giờ mình ở đây thì có những cái võng này ngồi nè đó cái võng nó nằm và có những cái bờ sông đó bờ kinh đó đây đố anh biết cái gì cây sồi sồi cây sồi cái này là cái gì cái mít này chôm chôm nè còn cái này mít nè mít bên này mít hả đây mít này đó quý vị thấy khung cảnh đã không về đây miền Tây tươi mát ha có vườn nè đó có con chó đi chơi nữa kìa đố với hàng bông này bông gì tôi còn biết thưởng biết không em không biết này lục bình này biết rồi ra đây đi ra mé sông nè đó đây là khu vực
vườn trái cây có mít đồ bên kia nè. Sao đây có hàng gạo rồi, chắc này cái đất của bên kia rồi. Này chắc tới mấy này. Rồi bây giờ Tiết Cương sẽ vào ẩm thực, sau đó sẽ tiếp tục review vườn trái cây cho quý vị xem nha. Cô tiếp viên xinh đẹp có một đứa con đi sau lưng và đem lên cho Tiết Cương ăn. Giới thiệu món này món gì vậy, cô dạ, chủ quán? Cái này là món tôm luộc nước dừa đặc sản của Bến Tre. Nhưng mà tôm này cũng tôm sông quá vậy? Dạ, tôm sông của mình đây. Trời ơi, ngon quá. Còn cái này gì? Này là con, cái phần này là rau bún đặng ăn với cá tư tượng chiên xù. Đúng quá đã luôn. Còn này giới thiệu rau đi, Hưởng có thể tư vấn. Súng này, cái này gì Hưởng? Bông súng. Bông súng, còn này gì? Này bông với sao đũa. Này rau nhút. Nhút. Muốn. Quá đã luôn. Thơm. Mới sơ sơ mấy món rồi quý vị thấy đã mê về rau với đây ha. Tôm xong. Đó, bà chủ đưa lên lẩu đi vậy bà chủ. Picture, không có bà chủ mà đeo vàng quá trời. Yêu em không phải vì tiền, yêu em vì cộng dây chuyền em đeo. Này lẩu cá gì? Cá hú anh. Cá hú hả? Cá hú, cá hú. Cá hú mà sao sao bà chủ không hú cái? Hú. À, lên một con cá rất là đẹp quý vị ơi. Cá tay tượng sườn cũng bánh chén. Và đây, đó, chụp hình đi. Chụp hình đi mấy thằng ơi. Đó, ổng cầm hai con tôm kìa. Rồi ăn luôn. Rồi, hai tôm nè. Cá tai tượng chiên xù ngon tuyệt vời. Đó, cái này là lẩu cá bông lau. Sẵn đây thôi báo giá luôn. Báo giá luôn đi. Khán giả biết một con cá này bao nhiêu tiền vậy bé? Dạ, con cá này nếu mà đi gia đình mình đi đông thì tầm khoảng 250 là con, bao gồm mà cá, bánh chén cũng hết luôn, xin thêm này không tính tiền gì hết. Ừ. Ha. Còn tôm thì con này là 250 đúng không? Dạ, đúng 250k rồi. Còn dĩa tôm này khoảng nhiêu? À, tôm thì dao động từ giống như mình ăn tôm lớn thì giá nó sẽ như 500.000 là cao nhất. Ừ. Là tôm lớn, còn tôm nhỏ thì khoảng 400 và 350. Rồi, tôm nhỏ 350 400 tôm lớn 500k, còn cái nồi lẩu này cá dạ, dao động thì từ 200 đến 250 hoặc 300 tùy khách. Rồi bình dân, cái này là cá bông lao không? Dạ, cái này là cá hú. Cá hú hả? Dạ, cá hú của mình ở đây. Còn cá tầm thì khoảng bao nhiêu? À, cũng được giá chú. Trời ơi, vậy dạ. Đây rẻ quá ha. Dạ. Một cái nồi lẩu 250-300 như vậy. Rồi bây giờ dạ. Hưởng vô ăn đi Hưởng ơi. Hưởng giờ cảm nhận trái dừa này nhiêu trái chứ? Dạ, dừa đó là dừa xiêm, chứng nhóc Bến Tre là 15 nghìn một trái. Trời ơi, có 15 ngàn ngọn quá Hưởng. Quá ngon. Đó, bây giờ mọi người ẩm thực như quý vị. Ngon quá, tôm rất là ngon. Rất là ngon. Dừa rất là ngọt. Đó. Cá rất là ngon. Tôm khí thế luôn. Để lọc tôm ra đó, anh Mỹ lọc tôm ra. Lọc tôm ăn luôn. Ở tôm hồng rồi vậy đó. Ừ, tôm sông. Đúng rồi, bởi là tôm biển. Chấm vô này nè đi. Ừ, biết mà, hồi nãy ăn trái rồi. Ăn để biết bên kia. Đấy. Thì quay thì Number one. Thủ sẽ cuốn con cá tai tượng này. Gắt không được Hưởng. Quá giòn. Quá giòn. Lấy gì con miếng thịt nữa xíu kìa. Có cần phụ không? Đó. Đó, bỏ vô cuốn nè. Cá tai tượng rất là hấp dẫn. Hưởng ăn dính nha. Quý vị ăn dính nhín mà chín bẻ răng. Đó. Đó, bỏ vô cái cuốn nè. Rồi. Chấm gì Hưởng? Mắm mè. Mắm mè đúng bài luôn. Về miền Tây mà mắm mè đúng bài đúng gì ơi. Ngon thử. Hả? Quá ngon. Quá ngon ha. Quá ngon. Ngon quá. Đó, ngon. Cá tai tượng cuốn với rau như vậy bún. Đó, chấm mắm mè đúng bài luôn, quá đã quá vị ơi. Đây lên một dĩa ốc rất hấp dẫn. Dạ. Ốc này ốc gì bé? Dạ, ốc đắng. Ốc đắng đặc sản với mình ha. Làm sao người ta đi dùng trái cây là người ta hay ăn món gỏi ốc này. Ừ. Cái gỏi này, cái dĩa này là bao nhiêu tiền em? Dạ 120.000. Trời ơi, quá trời rẻ luôn em ơi. Về miền Tây ăn ngon bổ rẻ. Đó. Linh có gì xem có biết sử dụng đũa luôn nè, đó, gấp ăn luôn. Quá hay luôn. Ngon quá. Ngon quá. Sầu riêng nữa nha mấy chị. À, nó còn có sầu riêng nữa. Đi trái cây. Có dùng liền không em? Cái bự hơi nhỏ. Yeah. Bây giờ thì Tiết Cương sẽ ăn thử món gỏi ốc như vậy. Đó, gỏi ốc bắp chuối. Thêm một miếng nước mắm ngọt vô mới đúng bài. Ốc này là ốc đắng như vậy. Ngon quá.
Ăn tuyệt vời. Nó ốc đắng này cứ ăn nhớ lắm. Rồi nhỏ dưới quê phải ăn, ăn ốc đắng. Ra ngoài trước cái cửa nhà có bà bán đông bằng cái đông bằng gì bé, ốc đắng á, đông bằng cái lon, lon cho bò á. Ví dụ một cái lon 500 đồng á hay nhiêu đó rồi. Lễ mình ngồi mình lễ là ăn cả buổi rồi, ngồi đắng ăn ngon ăn là nhớ kỷ niệm ngày xưa. Ngon quá tôi coi ốc đắng lần đầu tiên tôi mới ăn rõ ốc đắng, mặc dù ở quê hồi nhỏ có ăn ốc đắng nhưng mà lễ chấm mắm thôi. Đúng rồi. Lần đầu tiên mới ăn gỏi ốc đắng tuyệt vời. Cực lắm á nha, phải ngồi lễ nhiều lắm á. Sau khi đã ăn no nê xong bây giờ sẽ vào giường thăm chôm chôm. Chôm chôm gì em? Chôm chôm. Không nghe gì chơi. Mày đang mày gặp cái cường xuống tới rồi nè. Không tới nơi luôn. Chạy vô đây đây nè. Mày chở lên thành phố hả? Mẹ đã vừa đi ngoài không vừa trước rồi mới lên thành phố phải không? Ô, xin chào chị. Ủa, rồi ơi. Dạ. Rồi, đi rồi là... Trời ơi, gom tiền đi rồi mình nói chuyện. Dạ, trời ơi, ăn chơm anh ơi, để em rửa này ngọt. Chơm giường hả? Quá trời gì thấy không? Này bán nhiêu ký chị? 20 ngàn nữa liền tại giường. Dạ, dạ chào chú. Trời ơi, ông chùi, ông chùi nghiệp quá. Trời, tội nghiệp quá. Đâu mà thử con trái thôi. Đó, quá trời ngon luôn. Mấy ăn vô ăn bánh chơm mấy anh ơi. Là ăn đứng đây ăn luôn, không đi vô trong hái được không? Có cây sườn lên không? Dạ được. Giao cho ổng cái kẹt đây luôn, ổng đem đi. Cơm chóc nó ngọt hết. Làm gì thử? Em không biết luôn á. Cây móc chôm làm gì? Bự dữ vậy. Bự nặng quá sao móc nổi. Em tưởng đỡ cho cây chôm chôm được có nghiêng ngả chứ. Ủa đỡ hả? Phải không? Ủa cái cây này để móc chôm chôm cái gì chị? Ủa này cây này để làm gì vậy? Chị hướng dẫn viên du lịch hái chôm chôm nhảy ra thích cơ ăn. À, quá đã luôn. Cứ cần móc là chỉ cần mình kẹp ở đây mình dặn cái hả vậy? Rồi. Đó, để tí cưu ăn thử một cái anh. Ngọt quá, chôm nhãn có khác. Đó, chôm nhãn nè. Đây, cái này chín nè Cương. Không, nó xanh. Ủa vậy hả? Chôm nhãn hả? Sao ông chồng chôm nhãn hết mà chỉ chồng chôm chôm thường? Hai loại. Hai loại còn chưa có... Ngọt quá. Có bự ra không? Không thích đạt ra hết chua á. Ủa, chôm nhãn đi. Dạ, chôm nè. Đó, chị trả cho mình nhãn mình ăn. Quá đã luôn, tại vườn luôn. Rồi, được rồi chị. Đấy, từ từ ăn đi. Thái nhiều quá, ăn không hết. Rồi. Đó. Ông kia ông leo cây vườn. Hái nè, quá trời hai ông đang leo hái gì không? Chèo lên cây luôn. Công việc nhà vườn là như vậy. Trồng rồi hái. Ủa, anh chắc... hái không? Tự sẽ tìm cách hái được. Nó hỏi lâm chôm này một năm mình thu nhập được mấy lần chị? Một lần. Một năm chỉ được mùa khoảng tháng mấy? Tháng mấy chị? Chủ tùy theo. Dạ. Một năm được có một lần hả chị? Năm. Năm được có một lần nha quý vị. Đó, nhà vườn làm việc cực khổ, một năm thu nhập được một lần. Biết chị ơi. Rồi. Linh sẽ hái thử chôm chôm quý vị. Để lên nữa. Đó. Yeah, cuối cùng hái được rồi. Rồi. Quá đã luôn. Thank you, Linh. Rồi tiếp tới đây. One more. One more. Easy right here, the turn around, the one on the right. Yeah, see? Okay. Yep. Con ham going to pick out some chum chum tropical fruit. Khi
đi một vòng là tham quan vườn chôm chôm và ăn trái cây. Bây giờ thì Tuyết Cương sẽ mua đem về, đây là chôm chôm nhãn về với giá trị là 40 nghìn một ký đúng không chị? Rồi bây giờ chị đang hái cho Tuyết Cương bỏ vô để mua đem về Sài Gòn làm quà. Đó, 40 nghìn một ký chôm chôm nhãn ngay tại vườn nha quý vị. Quý vị khán giả nào có dịp đi về Bến Tre nhớ đến thăm những vườn chôm chôm, ăn ẩm thực của miền Tây rất là ngon. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip Tuyết Cương và gia đình tham quan khu du lịch sinh thái ở Bến Tre. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại những clip sau. Xin chào.